12. Chương 106. Đáng ghét. Chết à, ngươi muốn làm gì? Cô với. Ây da da, nếu mà chúng ta đi chung với nhau lâu như vậy, ta sẽ phá trận nho nhã chút đi. Ôi đừng gì nữa, bọn ta đã phá trận đi, phá trận bỏ qua cho bọn ta đi. Lúc trước đã thí nghiệm qua rồi, sau khi vào mơ trận hồn thì thông tin vị trí thần thức truyền đạt lại đều là sai lầm. Nhưng mà ta cũng để cho kèm thần thức trên tay linh thụ đuổi theo hai người đó. Hình như hai người này cứ chạy về phía trước, không ai vào trong trận pháp trùng sâu. Xem ra vận may của hai vị đó không tốt, đúng lúc gặp phải cửa tử rồi. Sức mạnh mọc lên nồng đậm thế này, nếu như tự mình tu luyện ít nhất cũng phải tinh luyện hơn 100 năm mới đạt tới cái trình độ này nhỉ. Lần này đúng là thật lời to rồi. Ây dồ, sương mù cuối cùng cũng tan đi rồi. Nếu như trận mơ hồ mà đây đã giải quyết, vậy tiến mộ cao lùi trước. Adatta đạo hữu, trên đời này vẫn còn có người nhiều người tốt như vậy sao? Ôi, Asawana, các quân sao vậy? Hơi bẩm bị hạ, hiện tượng hơn một nửa số đội tham gia đã bị loại. Trong số các nước trực thuộc của chúng ta, chỉ có đại tần là còn được bảo tồn được toàn bộ sức mạnh của mình mà thôi. À thưa bị hạ, lời chuyện như thế này, sau này nhà người khối cần phải bẩm báo với ta. Tốt nhất là nhà người nên tìm hiểu tình hình của mình đi, Chúc Hồng. Vì ta đã yêu cầu người đưa chút tiền tới mà người lại không thể làm được, vậy thì đây là cơ hội cuối cùng của nhà người đó. Trận lệnh hộ quốc đại trận đã được giao vào tay của nhà ngươi rồi. Ngay khi quốc quận đại chiến kết thúc thì nhà ngươi sẽ khởi động đại trận và giết sạch đám người của Thanh Tước Tượng Quốc cho ta. Ta muốn tất cả lực lượng tinh nhuệ của Thanh Tước Quốc đều chết hết trong quốc quận đại chiến lần này, để cho Tư Mã Nhân đó không còn sức để tranh giành vì ta nữa. Nếu như lần này xảy ra chuyện gì nữa, toàn bộ chúc gia các người đều sẽ phải chết sạch cho ta. Tần tuân chỉ. Hồi bấm bề hà, vị ở công chúa gì làm cô ấy, nghe nói về thành tích của đại tần lấy ném vỡ đồ đạc, nô tỳ không dám đi tới quý nhũ. Nên như con bé muốn ném thì nhà ngươi cứ đứng chờ bên cạnh đời, con bé làm vỡ thứ gì thì bâu vào cái đấy, nếu không có đủ thì đi đến quốc khố lấy về, thì cho nó ném đến khi nào mà cho nó hài lòng thì thôi. Nó tùy tướng mệnh. Có bao nhiêu bảo vật phi giá như vậy, có thể tùy ý đưa cho công chúa Dĩ Lam lãng phí như vậy sao? Bệ hạ chắc hẳn rất yêu thương vì công chúa ngang tàn bá đạo này nhỉ. Chỉ còn nhìn từ xa là có thể cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ của thủy thần chi lực rồi. Nguồn gốc chắc hẳn là ngay đang nằm ở ngay dưới chân đây thôi. Dường như có ít nhất là 8 luồng khi tức nguyên anh đỉnh phòng tỏa ra xung quanh đây. Xem ra có rất nhiều người có thể thoát ra khỏi mơ hồn trọn của một linh chi lực nhỉ. Trước tiên thì phải thu liệm khi tức, rồi xuống nước xem xét tình hình vậy. Càng xuống sầu thì linh chi lực càng nồng đậm. Xem ra lời người vừa nói thì trước đó nhất định là thư thật rồi. Nguồn gốc của thủy linh chi lực e rằng là ở đáy hồ, chính là cái thứ đó. Xung quanh loại bảo vật này không có linh thú canh giữ sao? Ồ, quái lạ thật. Cảm giác kỳ mới thấy khí tức của con rắn này hình như có chút quen thuộc. Khí tức này không phải là người bảo vệ làm việc cho nhi tử của thành chủ Lạc Vân Thành năm đó sao? Sao lại phát ra từ trên người của con đại xà này thế nhỉ? Trừ khi là bị con rắn này nuốt rồi chán. Cũng không có khả năng là vị hộ vợ này đã biến thành con rắn cũng nên. Đi. Đồng thời lúc đó ở trên hồ,
Con đại xà đó hình như đã bị người khác kinh động rồi. Ta cũng cảm nhận được rồi. Ồ, hình như còn có đám người đang tiến về gần chỗ này à? Hiện tại là đang theo đuổi người, sợ rằng sẽ sớm gặp phải đám tu sĩ đang mai phục ở quanh hồ mất. Điều này cũng sẽ quá là bị động rồi. Chi bằng mình tọa sườn quan hồ đấu. Tại sao con súc sinh này lại đột nhiên phát đi như thế? Quý vượng hoa ngục lồng huyết tinh vương triều, trận pháp của mình đã bố trí tốt lắm rồi cơ mà. Sư phụ à, con rắn đang phát điên kìa, bây giờ phải làm sao đây? Ất mài tiên tự cố phán uyển nghiệp vương triều. Chỉ là một con súc sinh mà thôi. Sơn vị vương triều tiêu vọng vượng lục tầm du. Ngươi hãy tiến lên đi, vi sư sẽ đến đó ngay. Lục sở vương triều hồ quốc tướng, quân hàng phi vũ. Cuối cùng thì ta cũng không còn phải trốn tránh được rồi. Bắt những con sâu lớn này là sở thích của ta đấy. Từ đây đi, con súc sinh, hãy nếm thử một viên của thiếu gia ta đây. Cơ thể của con rắn lớn này không đặc biệt khỏe mạnh, nhưng mà vậy của nó gần như là bất khả xâm phạm. Nhân cơ hội gà đó đã bị nghiền nát cái vậy của nó, thì lúc này là thời điểm tốt nhất để hành động của nó. Đây là cái quỷ gì thế này? Chết tiệt, giết hết con này thì đến con khác, chúng khó chịu như vậy, như ruồi ấy. Cứ từ từ mà hưởng thụ đi các vị. 10 năm rồi, ta chưa từng mở cái lôi quỷ trận này đâu. Hôm nay nhất định ta phải có được long thai dưới nước này. Mặc dù trước đây mình đã cảm nhận được một số luồng khí tức mạnh mẽ xung quanh đây, thật không ngờ tứ đại phân thần cường giả trong nước quốc vận đại chiến lần này đều tập trung ở đây đây. Vốn là muốn tổ trấn sơn quan hồ đấu, nhưng bây giờ xem ra đại xà có lẽ không phải là đối thủ của 4 người này rồi. Tứ đại cường giả tập trung ở đây chỉ vì một con sâu bự này sao? Tại sao mình lại cảm thấy dưới nước dường như có khí tức rất cường đại nào đó thế nhỉ? Là thủy linh chi lực ư? Hình như là đang có tụ tập mờ nhạt ở hướng này thì phải. Qua đó để xem thử xem. Ồ, đó là khí tức cường đại đó. Đây là thứ gì thế này? Lông khí sinh ra mạnh thật đấy. Nếu như mà chỉ còn một chút sao nhãn thông thường ở đây thì có lẽ hết đã bị năng lượng của con rồng này xí nát rồi còn gì. Xem ra con rắn đó chỉ là vì muốn để đầu phó bôi rối mà hiện ra thân phận. Mục đích thực sự là bảo vệ lòng thai ẩn dưới nước này đây. Đáng tiếc là nhờ ngươi thật xui xẻo và cái thời điểm quan trọng trước khi hóa rồng thì gặp phải ông nội ta đây. Có thờ phóng thích ra lòng khí phi thường như vậy, xem ra lòng thai này có phạm cấp không thấp đâu. Nghe nội huyết mạch của một số yêu thú khi đã tiến hóa đến một trình độ nhất định thì sẽ từ bỏ cơ thể ban đầu của mình và ngưng tụ huyết mà thành chân thần thuần tí tổ hơn tổ tiên của nó. Nơi như đó thực sự có thể thoát biến thành công thì đây thực sự sẽ là một con thượng thủ của huyết mạch thường cổ đấy. Trước đó mình đã thấy được chủ tước chân quần cưỡi thần thú bay khắp quốc độ, trông thực sự là rất ấn tượng, đến mình cũng muốn nếm trải cảm giác đó. Bây giờ mình nên trực tiếp xóa bỏ thân trí của nó hay là nên hạ ấn ký con rối trước đây nhỉ? Mình thích những kẻ biết vâng lời hơn, nếu như không thì vẫn sẽ là không ngờ vẫn còn bài trong tay của nhà ngươi. Xem ra có vẻ như đây là thiên ý rồi. Âm thanh này là ngươi có phải là hộ vệ làm việc cho Uông Tống ở phủ thanh chủ năm đó không? Đúng thế. Không ngờ nhà người vẫn còn nhớ tới ta. Ngươi tại sao lại biến thành cái bộ dạng như bây giờ? Vốn là trên người ta có huyết mạch của dị thú. Ta trước đây làm việc ở phủ thành chủ cũng là muốn lấy được một khối mật rắn đủ màu sắc từ phủ thành chủ để giúp ta tu luyện thành rồng. Lần đó kỹ năng của mình không bằng người nên ta là không cam tâm. Hơn nữa cũng có thể muốn tìm cơ duyên để trở thành rồng vẫn còn chưa tới. Sau này
ta chuyển tới vương triều khác và trở thành con vua hoàng gia, rồi sau đó thì đến đây. Thật là tình cờ sức mạnh của thủy chi lực ở đây lại mang lợi ích to lớn cho ta, nên ta đã nghĩ tới việc sống ẩn dật và tu luyện ở đây. Nhưng thật không ngờ vậy mà lại có thể gặp nhà người ở đây. Thôi cũng được rồi, ta cũng không có oán trách gì nếu như rơi vào tay của nhà người. Nếu nhà người muốn động thủ thì cứ làm đi. Vợ ngạo khí như vậy, cơ mà mình rất tán thưởng công khí của hắn đấy. Người đó một lòng muốn chết, nhưng ta lại không muốn cho người chết như thế. Chỉ bằng bái ta làm sư phụ đi, ta không những tha mạng cho người một, mà còn giúp người hóa rồng nữa thế nào? Người nói cái gì? Ta đã nói rồi, con người ta không thích cái kiểu bình thường. Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, giúp ngươi tiến hóa. Chúc mừng ký chủ đã nhận được đồ đệ. Kiểm tra phát hiện ra đệ tử đàng hoàng huyết mạch dị thú thiên giai, thần long huyết mạch, phân thưởng nhận đùi. Ký chủ thu được huyết mạch dị thú thiên giai, thần long huyết mạch. Đây là cái loại khí vận chi lực mạnh mẽ kinh khủng gì vậy? Có thêm loại năng lượng này gia trì thì ngươi có tự hóa nhìn là được hóa rồng đấy. Đa tạ sư phụ. Thú còn có thiền lực hơn con người đấy. Không ngờ huyết mạch dị thú lại có thể cường hóa nhục thân của mình mạnh thêm một bậc nữa rồi. Sau này quá trình luyện thể sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Đối phó với một con súc sinh mà đã khiến cho người bị thương như vậy, đúng là làm ta mất mặt quá mà. Sư phụ giáo huấn thật là đúng. Lão thất phụ lúc tạm du này, vài năm không gặp mà độc thuật lại càng ngày càng tinh thâm rồi. Lỗi khí tức này là con súc sinh này đã ngưng tụ thành được phân thân lông rùi. Cái gì? Chết tiệt thật, con súc sinh này vẫn luồn một mực ẩn thân bên dưới nước, rồi bí mật dưỡng lồng thai, sau đó thì đánh lừa hồ vợ bốn mặt. Mình còn dự định là lúc con súc sinh này chưa tiền hóa rồng nên lấy tính mạng của nó. Không ngờ vào giây phút cuối cùng, nó dường như gặp một cơ duyên, hoàn toàn thuần hóa được huyết mạch và trở thành một con ngũ trảo kim lồng chân chính kìa. Phải mau bắt nó lại, không thể để cho con súc sinh này chạy mất được. Vậy mà lại còn gặp được chân lông kìa. Chuyến đi lần này quả nhiên là không uổng đấy nhờ. Sư phụ à, ngươi làm sao thế? Độc trùng của mình còn được nuôi dưỡng thường xuyên bằng những báo vật có linh lực cao. Nếu không thì bọn chúng sẽ làm phản về lại mình. Sư phụ à, bây giờ lòng thai không còn, xem ra chỉ còn một cách. Lấy người làm vật thay thế. Sư phụ à, tại sao lại như vậy? Năm đó, sau trận chiến giữa Mai Lạc Tùng và Độc Tiên, thì phụ mẫu của ta đều chết trong tay của Độc Tiên. Khi đó, người đã từ bỏ cơ hội để kết ngũ lội nguyên ảnh, dẫn tới kiếp lội, đến cuối cùng đến với Độc Tiên. Đệ tử luôn ngưỡng mộ người, và thực sự rất vui khi người bằng lòng nhận ta làm đồ đệ. Là ta đã làm sai điều gì mà khiến cho người ra tay với ta như vậy? Thì mình nhận khóc, trong thật là đáng thương làm sao. Lúc đó ta không nỡ ra tay chút nào. Vậy thì để cho người chết một cách minh bạch. Ngươi cho rằng phụ mẫu máu của người đã chết trong tay Đầu Tiên ư? Thật ra bọn họ đã chết dưới tay của ta đấy. Lúc đó Đầu Tiên xích chút nữa đã tiêu diệt được Lạc Mai Tùng, vốn là do một tỷ ta gây dựng lên đó. Cái gì? Nếu như nhà người nghiên cứu kỹ cổ độc chuyển ma kinh mà ngươi đang tu hành chắc cũng đã biết. Độc kinh mà nhà ngươi tu luyện hiện nay chưa đầy đủ, cổ chuyển ma kinh thật sự chỉ là một phần của cuốn kỳ thư trên tiền giới đó. Cổ chuyển độc ma kinh mỗi lượt chuyển thế chỉ có thể luyện tới luyện khí cảnh, sau đó thì sẽ diệt vong mà còn chuyển sang một cơ thể mới. Lượt thứ hai là trúc cơ. Lượt thứ ba là kim đà, lượt thứ tư là nguyên anh, đến lượt thứ chín thì mới có thể phi thăng thành tiên được. Bây giờ ta đã chuyển được 7 lần rồi,
kiếp này có thể đột phá tới đại thừa cảnh rồi. Con người vốn là thân thể mới mà ta chuẩn bị cho chính mình, nhưng mà bây giờ xem ra ngươi quá thật là vô dụng đấy. Nếu đã là như vậy thì chi bằng hãy biến thành thức ăn nuôi trùng độc cho ta đi. Ây da, nếu đã là như vậy thì đừng có trách ta. Đã thủ rồi, giờ không được bắt con nữa. Cho dù hắn đã bị thương nhưng mình cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Phải mau rời khỏi đây thôi. Ồ, có con chuột già đang đuổi theo kìa. Người có muốn tăng tốc và thoát khỏi kẻ địch đó không? Có người thì anh ta tìm ra kẻ đã bỏ độc phụ vào địa điểm của anh ta. Nếu như ta đoán không lầm thì người này hắn lại nằm trong số những người vừa phục kích bình hồ. Đáng tiếc là ta không biết nhiều về độc dược giao này, nên không thể nào xác định được một người cụ thể trong số đó được. Vì vậy quyết định với tất cả những người giỏi độc phụ trong nhóm này. Cơ mà người tính làm gì? Nhà người vừa mới thoát khỏi biến xong cơ mà, vẫn còn chưa quen thuộc với cơ thể này đây. Nhà ngươi không thể chiến đấu cùng với ta trong bộ dáng như thế này đâu. Sư phụ còn biết sao, sau khi ký cơ ước xong thì ta có thể biến thành thú vàng và phụ lên người của sư phụ được đấy. Thú vàng á? Chính là như thế đấy. Sau khi ta biến thành thú vàng lên người của sư phụ, còn có thể giá trị cho nhục thân của người nữa đó. Ồ, hóa ra là như vậy sao? Cảm giác quả thực là sức mạnh cũng tăng lên không ít đấy. Sức mạnh nhục thân của ta chí ít thì cũng đã tăng lên tận 4 thành rồi. Vậy thì đã đến lúc đuổi theo cái tên gia hỏa này rồi. Để ta xem nhà ngươi còn có thể trốn được đi đâu nào. Cứ như thế này chả mấy thì sẽ bị đuổi kịp đây. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Ở đâu ra lắm quỷ khô cốt vậy nhỉ? Đây là đường đường là quỷ vương mà chỉ cái chút bản lĩnh này thôi sao? Ta thấy quỷ sách trong con người căn bản chẳng đâu vào đâu cả. Đó là ai thế nhỉ? Vậy mà chỉ còn phất tay cái đâu hiểu được quỷ sách trong của Hoa Ngọc Long sao? Nhà người vẫn còn thời gian đợi xem nếm nhiệt ư? Không được rồi, trốn không nổi nữa. Nhất định phải tìm cách giải quyết cái lão già điên này mới được. Hết cách rồi, xem ra chỉ có thể liều một phen. Đây cũng là cách cuối cùng của mình rồi. Tiểu tật ở đâu ra thế nhỉ? Các người, chớ trách ta tùy tình. Ta cũng hết cách rồi. Cổ tiền tử, còn quá ngây thơ rồi. Coi như là có sư phụ lục tầm dự của người ở đây thì cũng đừng nghĩ tới độc ở trong đoàn tấn công có thể làm ta bị thương. Ta đã sớm đạt tới cái cảnh giới mà đại thành của độc thể bất độc bất xâm. Ồ, vậy sao? Ta khuyên người tốt nhất là không nên hành động thiếu suy. Cái này, đây là cái tùy quái gì vậy? Nhìn giống như là một loại cổ nào đó. May mà loại cổ này vẫn chưa thở hết vượt qua lớp phòng ngự của tinh thần lực. Độc trong đoàn tấn công của ta quá tương là còn kém so với lão súc sinh lục tầm kia. Nhưng mà nếu như chị nói về cổ thì 10 tên lục tầm dù cộng lại cũng không phải đối thủ của ta. Nghe theo lời ta, người cho rằng bản thân có thể chạy được đi đâu? Ai nói là ta muốn chạy? Đi. Cái tên Hoa Ngọc Long này, nghe nói cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Từng vì liền cho pháp khí của bản thân mà hiến tớ mạng sống của hàng vạn dân thường. Từ hôm nay có như là vì dân trừ hại. Đi đã, vừa rồi còn có một người nữa, tới nữa. Người, tại sao ngươi lại không bị cổ trùng không chế? Cổ tiên tử, nước cơ này của người đi không ổn rồi.
Có lẽ Hoa Ngọc Lồng khi còn tỉnh táo còn có thể đấu được với Lục Tầm Du một trận. Nhưng mà bây giờ người hiểu rất ít về công pháp của hắn ta. Hơn nữa hắn ta đã bị người khống chế tâm trí, bị người thao túng, chiến đấu không thể nào phát huy ra toàn bộ sức mạnh vốn có. Căn bản là vốn không phải đối thủ của Lục Tầm Du. Buông ta ra, nếu không tị thì đừng trách ta không khách khí. Bây giờ nhất định phải nhanh chóng chạy trốn. Cái gì? Đừng có lãng phí khí lực của tiền tử. Chút sức này của người hoàn toàn không đỡ thương được ta đâu. Người, ngươi muốn thế nào? Theo như ta biết thì ngươi và Lục Tầm Du kia là sứ đồ đúng không? Sao bây giờ lại tàn sát lần nhau thế? Chuyện này liên quan gì tới người? Ta rất cần thủ với thuộc pháp liền cổ yên tài này của người. Nếu như mà ngươi dạy cho ta, vậy thì ta sẽ giúp người giết chết tên Lục Tầm Du kia. Sao nào? Chỉ bằng ngươi? Làm sao? Không tin tưởng sao? Vậy thì ta biểu diễn cho người xem một chút. Quý vườn Hoa Ngọc Long dường như cũng không có y phong như trong lời đồn. Đây là cái thứ gì vậy? Kiếm quang này ngừng mà không tán, đầu khí căn bản là không thể nào ăn mòn trong đó, là chẳng công chúng đợi được bao lâu. Không còn cách nào khác, trước tiên chỉ có thể thu hồi được độc khí này lại. Quan trọng là vị trí bảo vệ cần phải vùng lại. Dạ. Cút ngay. Trước hết thì người đừng có đi làm cái gì trong vướng chân. Bây giờ bản thân đi tức chữa trị khi tức đã. Vậy mà độc khí của Lục Tầm Du không có cách nào đã ăn mòn được kiếm khí của ông ta sao? Ta cũng đã nhìn thấy qua, hắn ta lợi dụng độc khí ăn mòn hết linh khí hộ thể của tu sĩ hợp thể kỳ. Rốt cuộc người này có lai lịch gì? Rốt cuộc là sức mạnh kỳ lạ này là cái gì? Tiên nhân nhà ngươi, vậy mà lại dám kết hợp với người ngồi hãm hại sư tổ của người sao? Chỉ còn người với ông ta thì ta chỉ dạy hết tất cả những gì ta biết cho người. Thành giao. Ngươi lại dám nhúng tới vào chuyện của ta. Độc vụ của người còn có thể cứu mạng một người. Nếu như không đoán sai thì linh lực này của người đã được tôi luyện từ nhiều loại độc tố. Sợ rằng cường độ đã ở ngoài phân thần rồi. Tí tưởng người nhìn ra cũng có chút nhãn lực đấy. Ta đã phải liên tục nuốt chửng cơ thể của mình 7 lần thì mới có được sức mạnh như bây giờ. Phân thân bình thường, người mà cũng xứng để đến đồng quy tá. Kiếm chiều của người sao đột nhiên lại có linh lực? Đúng lúc là cái sức mạnh này lại có thể đâm lũng sức mạnh độc vụ của ta. Nói như biểu hiện tốt, ta còn có thể từ bi cho người làm cơ thể tiếp theo của ta. Còn mần lệnh thì tới đây đánh một trận với ta. Trận chiến vút vườn này không biết có bao nhiêu người đang theo dõi, nhưng mà qua á chư bài tinh thần lực thì còn phải tránh phô trường qua mức, tìm một nơi kín đáo rồi tiền hắn lên được. Giờ chỉ cần tránh né không tấn công vậy. Cái tiệc chiêu kia của người chẳng lẽ chỉ dùng có một lần thôi sao? Nếu nhiều người chỉ có chút bản lĩnh này mà nói, vậy thì người là một thân thể trẻ tuổi, coi như là ta đã thu nhận đi. Cái gì? Độc vụ này của người thật là hồi thối. Nếu như không phải lo lắng đến việc tinh thần lực sẽ khiến cho chủ tử Trần Quần chú ý, thì ta thực sự còn lười đến mức mà chẳng muốn tiếp đãi ngươi một giây nào. Để rồi, ngươi sẽ ở lại trong chiến nghĩa địa do tay mình tạo ra, yên lặng mà chết đi. Cái gì?
Có hiệu quả rồi. Ta đi lại. Tốt quá rồi. Lựa chọn nhờ cậy vì thì tiền sự đó ban đầu thực sự là đúng đắn, thật là tuyệt vời. Thế nào, điều kiện đã hứa ta đã thực hiện rồi. Có tin tự thì sao? Hắn thực sự đã làm được rồi. Tin tự đã báo, tiên sư đã báo thù cho sông thần tài, lên núi đao biển lửa, cố phán cũng không ngại. Vậy thì gọi một tiếng sư phụ đi. Người muốn nhận ta làm đệ tử? Sao? Cố tiên tử không đồng ý. Nếu như cô còn muốn, vậy thì chúng ta sẽ phải tính toán rõ ràng món nợ này. Phí xuất hiện của ta, phí dinh dưỡng, còn phí hao một vũ khí. Ta đây là vũ khí tiền dài đấy, rất đắt giá đấy nha. Hả? Vậy thì tổng cộng là... Ta đồng ý. Hử? Đừng nói nữa, ta đồng ý bái sư. Chúc mừng chủ nhân đã thu nhận đồ đệ thành công, phát hiện ra đệ tử mang độc cổ chi tâm, cấp địa, tốc độ tu luyện công pháp độc chú là gấp 10 lần người thường, chỉ nhận được gấp đôi. Chủ nhân nhận được độc cổ chi tâm cấp thiền, tốc độ tu luyện công pháp độc chú gấp 100 lần người bình thường. Lần này những người ẩn nấp bên hồ, những ai giỏi độc về đạo thì đã được giải quyết hết, quay về báo cáo thôi. Nếu như vẫn không được thì đúng lúc để cho cô phán xem thường cho người bị trúng độc chủ đó. Quả thật là vẫn cần thu nhận một đệ tử giỏi về độc đạo thì chỉ tiện hơn nhiều. Vì giờ chúng ta đã lại thầy trò, vì sự có một ý tưởng táo bạo. Hả? Độc cổ chi thuật thực sự rất thích hợp để thăm dò tình hình của địch. Vừa hay có một người mà thực lực luôn thực sự khiến cho ta rất tò mò. Xem ta đã phát hiện ra gì rồi. Đây chẳng phải là lãnh thổ của đại tần sao? Hoa Ngọc Long, gã này sao lại đột nhiên xuất hiện thế nhỉ? Gặp quỷ. Nhưng mà những con quỷ này thực sự không biết khi nào mới dừng lại. Hình như là đồng bộ con người đều đã ngủ say cả rồi nhỉ? Để ta từ từ giao lưu với người nhé. Là nhóm bò ta mà đến sao? Kỳ lạ, kiếp trước đâu có xảy ra chuyện như thế này. Rộng. Trong ký ức của ta vào thời điểm này thì đâu có Thành Long xuất hiện nhỉ? Trốn đi đâu? Phải rồi, trước tiên tìm một nơi không bị người ngoài nhìn thấy kìa đã. Kiếp này hầu hết mọi chuyện đều giống với kiếp trước, chỉ có mỗi một vài sự kiện lớn xuất hiện một nhân vật mà kiếp trước chưa từng có. Những thay đổi này có liên quan tới người không? Tiêu Hiền. Diệp sư phụ. Diệp Phàm trông có vẻ rất bình thường nhỉ? Nếu những người thật sự kiên dị hắn thì để ta đi giết hắn, còn gì phải làm rắc rối như vậy? Cô nhìn là biết. Có khả năng lén lút vào không gian hoàng bì mà lại không tự nổi dậy bộc lộ trước mặt mọi người. Người như vậy chắc chắn không thể là một nhân vật tầm thường được. Kỳ lạ, khu rừng này không phải bị hoa mộc lệnh bao trùm, lấy ra phải đẩy xuống mù mà đúng chưa? Thôi vậy, chỉ có thể dùng chiêu đó thôi. Có thể mở ra kết giới cách ly thế giới bên ngoài, bảo bối cấp thiên giới, vô giới. Chắc hẳn đủ để tránh khỏi tai mắt của chân quân chủ tước rồi. Được rồi, lần này sẽ không có ai nhìn thấy chúng ta chiến đấu nữa. Không biết tại sao ngươi lại đi đây. Nhưng mà ta sẽ làm cho ngươi hối hận. Phải. Ta cắt đứt liên lạc với Hoa Ngọc Long. Hiện tại không cảm ứng được vị trí của Hoa Ngọc Long. Nhìn không thấy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cổ trùng công ước thở của Hoa Ngọc Long đã chết. Chỉ sợ Hoa Ngọc Long cũng giống như vậy. Diệp Phàm này lợi hại hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Tên này quả nhiên còn có dấu sát đoàn thủ. Chúng ta đi. Không phải chúng ta phải giết hắn sao? Bây giờ giết hắn không có ích gì. Phải nghĩ biện pháp biết. Người này đã ẩn nấp bên cạnh Tinh Nguyệt. Đến tột cục là muốn làm cái gì?
Đại chiến quốc vận lần này thật là náo nhiệt. Không chỉ có thần thú hiện thế, mà còn nghe được bí mật mới của Lạc Mai Tông. Nói như vậy thì hai chuyện này hình như đều có Tiêu Huyền kia tham dự.